Ôi mẹ mày xinh thế. Đâu xem Xinh nào. thế mẹ. À, xinh thế. Tao đấy, tao đấy, tao 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 tao. Mà phải ngồi ghế anh ơi. Bắt bố Anh mày ngồi ngồi vậy. ghế. Anh ngồi đi. Em ngồi ngay bên cạnh. Xem CGV tí nhé em nhé. CGV. Sao nhìn giống quái vật sách thế nhỉ? Tao nói đúng rồi này, đúng quái vật sách đấy. Ơ cái tao đi rồi. Mà Ôi anh ơi. Ê mẹ thằng cảnh sát kia chĩa súng vào em chỉ vì em là người da đen này. Vừa vào game chĩa súng vào bố chĩa mày. Súng vào tao vì tao là nữ giới à? Không, tại vì anh đi cùng một thằng da đen ấy, nó tưởng em bắt cóc anh. Stop it. Đây là ra dạy cho Ray Chasing là gì nhá. Ra đây, ra đây bảo. Nhìn thấy ô tô này không? Nhìn thấy ánh sáng nó phát ra ngoài không? Em tưởng đó bình thường. Nhìn thấy thằng to đùng ôi, không? Ôi, Ray Chasing di chuyển đây này, cửa này khóa rồi anh ơi. Cũng nghiện ơi. Đây đây, bên này, bên này. Ở đây. Chú đấm em. Mình phải nghiện đi. Anh ơi, anh ơi, anh ơi. Người em. anh giúp. À, anh giúp. Chú quẩy quỷ xét, quỷ xét. Ui. Bạo lắm anh ơi. Bạo quá. Thế này thì chết. Bạo được này. Đâu em rồi. Ừ bạo. Xã hội là khôn thì sống ngu chết. Chú ý làm thế không? Chú sờ chim chú luôn. Chú deep dark fantasy. Rồi. Dương sao em? Thằng này nó bị ấy này. Đâu? Bị gì? Cái gì đây? Này nó bị chim bỏng. Ui. Đấy, khói bốc lên nghi ngút này. Đây ra về ra bảo, bảo bảo đây đây, đến chỗ thằng mình cần đến rồi. Thằng nào đây? À ra đây. Biết lỗi chưa? Là sao làm thế đâu? Hay là kéo nó đi anh. À đẩy đẩy nó đi. Hư lắm nhá, tội mày là không được đâu. Ôi, tao làm. Ôi, máu này nhá, em cho anh này. Tao lấy ngay mẹ. Quá tình cái gì nữa. Mai mai là anh em nha. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu anh nhé. Ta đen mình bớt. Ôi, thằng nào thở. Anh ơi, anh ơi. Là Duy Lê nhưng mà nó fake. Và tên của nó bị lỗi Uniki. Nhưng mà nó xinh quá, nó vô tội mẹ. Nhưng mà tên em đây có giấu đâu. Anh ơi, chú công an tử hình con điếm. Với tìm em. Bên này cũng có anh ơi. Em chạy đi, em chạy đi ăn. Anh bị tử hình mất rồi mọi người. Còn mẹ mà sao tao là con đí mà. Ấy đéo bằng mất con mẹ mạng. Ra vật tay. Ra vật ngồi tay. Xuống. Ngoài đây à, cố anh chết nhá. Nhanh lắm mọi người. Má. Khó mà anh gì có thể theo kịp được. Làm gì đây? Bật hết lên. Tao làm cho. Bên kia, bên cạnh. Đây. Anh ơi, bật hết. Thằng nào thở. Nó Duy, thở. Duy. Ây, ây, Duy ơi. Cứu. Mẹ. Trời ơi, phải làm nào luôn. Nó đuổi mình lắm. Duy lên lỗi form. Duy lên lỗi. Ôi, nó không lỗi form nữa rồi. Là thằng nào? Thằng này à? Mẹ, Duy xé thì buồn cười quá. Em làm gì kém thế em? Đéo hiểu. Là phải bật theo đúng nhịp của nó. Em này ra đi, em này ra đi. Thôi. À. Đây rồi, bố nãy. Ây trời ơi, chú không ăn tử hình con điếm. Ô, chú này là chết ngay. Không được. Không được. Em không phải con điếm. Em xin lỗi. Anh ơi, em điếm. Ô bố mày có cái này, hay quá. Anh vừa bú ăn thần. Thôi thôi ra đây. Trốn đi anh ơi. Chú công an đấy, chú công an đóng cửa vào kinh quá. Ấy vẫn dẫm cái bệnh. Ấy ma, gặp ma. Anh ơi nhanh. Ta bị thần kinh rồi Dương ơi, có cái gì không? Ấy cái thằng cha ăn xin này. What the dog doing? Thấy ai đi qua mà đánh vào gáy à? Nó thực sự thấy ai đi qua cũng đánh vào gáy thật. À, ở đây cần ga anh ơi. Ga canister. Rồi. Đâu? Anh thấy phải phá cái cửa này ra đấy. Phá cửa này ra.
đây đây. Nhưng mà ồn hết rồi. À chú ấy kìa. Chú trong này á? Thôi. Thế à? Chú ơi, con mẹ mày ơi. Mẹ mày. Chú ơi. Ăn máu l*** rồi. Mẹ mày ơi. À. Đây rồi, đây rồi. Có rồi, có rồi. Có cái bình điện rồi. Thôi xong tao rồi. Thôi xong tao rồi. Dương ơi lại có một thằng điên. Anh cố này. Anh dụ nó đi. Em thấy được cái bình còn lại rồi. Để em đi đổ là được. Đây lên một cái. Ra ngoài kiếm đồ đã không chết. Anh ơi, anh quá nhát. Còn một cái nữa thì biết rồi nhưng mà tao còn đúng tí, tao phải ít nhất tao phải nhìn thấy được đã thì mới chơi được. Anh quá nhát cái. Sạc. Quá vô dụng. Sạc đã. Em xong con mẹ rồi đây này, sạc. Người ta làm một mình làm xong hết rồi. Bố nhát vãi cứt. Đi. Té. Ta phải lút đồ chứ nhờ. Ôi, anh ơi, bọn nó tới. Chú công an à? Khả năng là thế. Đây này, chú là chú này rồi. Này, chú Goblin. Sao đéo chạy được? Sao đéo chạy được? Ây, ây anh chú ơi. Chú chim lắm, chú chim lắm rồi. Anh ơi, cứu em Dương với. Đóng lại. Ui, anh chết rồi. Anh chết đúng không? Tao đang tìm chìa khóa gì đó, tao lấy được một cái chìa khóa. Ê, mẹ Duy Lê xiên tao quá. Cố lên nha, cố lên. Ô cái đeo thì có trốn được đeo đâu, đeo tên tiểu nào. À. Ra cứu anh, không anh chết mất rồi. Ê, em nó phải nhìn nguyên một cái con của chú ấy này. Chết rồi, đeo biết sao không. Bé nào đang xem với gia đình chết. Chết rồi, chú ấy phát hiện rồi. Chết chắc rồi anh ơi. Ê. Điếng à. Chìm lắm. Vào mẹ tận đây ạ. Ôi cái thằng này. Ê cái thằng ăn mày này. Mày. Xuống đi anh xuống. Mở. Má nó nhưng mà nó không có cái ấy Dương ạ. Để em mở cho, dụ nó đi. Nó không có sạc điện. Xuống vào. Chui. Nó vào đây nữa thì. Ôi giời ơi. Ê. Chú. Đây. Ê. Mẹ em chú. Núp. Chú. Núp đi anh, núp. Thôi đừng vào đây. Bố mình nhịn lâu lắm rồi đi nhá. Và ai cả. Chạy đi. Ê giời ơi. Bây giờ thằng ăn mày mà vã mồm ra phát là chết. Đừng nhìn thấy. Xin đừng nhìn thấy. Xin đừng nhìn thấy. Trời ơi, anh ơi, mẹ ơi, mắt tinh thế anh. Theo kinh dâm của đéo gì đây. Ai ơi, ai. Mẹ nó phang mình thế này rồi. Ôi trời, chết rồi. Xe ông đập lưng âm rồi. Đéo gì đây. Kỳ cục lắm. Kỳ cục quá. Thôi nó kỳ cục. Thoát. Đéo sao vẫn thoát được nhưng mà thoát rồi. Mở đi để em giết nó. Xong rồi. Ra. Ok. Thằng này trông da thịt lành lặn vậy. Lần đầu tiên thì thằng da thịt lành lặn trong này. Tư thế đéo đấy em. Dở. Ui. Cái gì đấy? Người ở trong. Ê. Trời ơi. Mẹ nhà nó quên mất cái thằng này. Ê. Thằng châu Á. Ơ. Mấy. Đấy. Để em ăn cái này. Đây rồi. Rồi. Đấy. Có rồi. Đây. Có mà. Nó đang hướng em anh nhá. Rồi. Vẫn đang đẩy nhá. Đấy. Trời ui má. Bên này thì có thằng băm băm. Cần một thằng lùa và một thằng đẩy. Đây em có. Quá bạn ơi. Ê chú à. Tó dài. À đâu, không có hình tiếp theo đâu. Đến luôn chỗ sư tử rồi. Nốt mặt trăng là xong rồi. Đây.
Đem dụ em. Mày lùa nó đi, mày lùa đi, mày lùa đi, mày lùa đi. Mày sau hay là sau hay là sau luôn chạy luôn chạy luôn. Kill lâu. Nó sợ lắm. Mình đéo đá bằng cái mồm nó chết mẹ đi, đỡ phải làm nhiều thao tác đây. Tao biết. Cấp trên yêu cầu lệnh ở trên xuống. Push the snitch. Push the snitch là sao? Chú điện, chú điện đây này. Kéo một cái đấy đi. Kéo một cái đấy đi. Kéo một cái đấy đi, anh kéo đi. Kéo mà ôi khó lắm anh ơi, khó lắm, phải tha. Phải tha nó một lúc đã đi anh ơi. Ôi bạn ơi, cái mẹ cố chặn này. Cố một lúc để em kéo. Hết mẹ máu luôn rồi à. Vai. Cố đi. Còn một cái nữa. Ủ kìa. À chạy được. Còn một máu. Đây em nó núp trong bóng tối, nó không nhìn em. Làm được. Giờ thì nó đi, tao bảo. Ô, nó tử hình tao luôn rồi. Eo cứu được đâu. Nó cay quá. Nó kiểu ạt vội. Thằng Dương đâu rồi? Làm thế ngay với anh. Đâu ui, cả ba con ra tìm em anh ơi. Thằng dao dựa, thằng độc dược và thằng điện. Đông lắm. Cứu với. Thằng điện là nó khôn mẹ nhất tại vì nó chạy nhanh con mẹ nó nữa. Kìa. Hồi sinh à? Ấy chụp to. Thuốc kiểu gì lại có thể hồi sinh được nhỉ? Run. Đéo sinh gái là tí gì? Tìm tìm cái latonin dạy anh nha, dạy nha. Hồi sinh rồi, ấy dạ. À thôi đừng nha, tao sao rồi. Trời ơi. Quanh đây có hai người giật, chạy luôn anh ơi. Đi kìa, tới chỗ kia đi. Ấy chụp to. Ôi. Giờ em phải cứu anh lại một lần nữa rồi em ơi. Me. Bảo chạy ra em xin thì chạy mẹ đi còn cố trốn thì chết rồi.